vượt ngàn băng núi Chúng tôi chu du một phần miền nam nước Pháp qua các tỉnh Auvergne, van Vambrot. Cách đi của chúng tôi thật đơn giản, cứ việc đi thẳng phía trước, không cần suy tính gì cả. Hãy trông thấy đằng xa có một làng nào không đến nổi tiêu điều là chúng tôi sửa soạn tiến vào một cách rầm rộ tôi trang điểm chải chuốt cho đàn chó đội mũ cho con donser mặc áo cho con debino dán một bên mắt con capi để nó đóng dài một cựu chiến binh tôi bắt con truliker mặc quân phục tướng anh đây là phần việc khó khăn nhất của tôi con truliker thấy mặc quần áo là biết sắp phải làm việc nên nó luôn chống cự nó nghĩ ra nhiều cách lấu lĩnh để làm cho tôi thất bại những lúc ấy tôi phải cầu cứu con Capi. Vì con chó tỉnh táo, tinh ý và nhạy cảm, nó có thể phá được những trò ranh mảnh của con khỉ. Đoàn xiết mặt đại lễ xong, cụ Vitaly cầm ống tiêu thổi, chúng tôi đội ngũ chỉnh tề, diễu hành qua làng. Nếu thấy đoàn người hiếu kỳ theo sau chúng tôi đông, thì chúng tôi tổ chức ngay buổi biểu diễn. Nếu số người quá ít, chúng tôi đi sang làng khác. Chỉ đến các thành thị, chúng tôi mới ở lại nhiều ngày. Khi đó buổi sáng được rảnh rỗi, tôi được tự do đi dạo, muốn đi đâu thì đi. Tôi dắt con Capi đi theo, rong rủi các phố phường. Lúc ấy con Capi mặc thường phục nghĩa là chỉ có bộ lông chứ không quần da trang điểm gì cả. Thông thường cụ Vitaly giữ tôi bên cạnh cụ, nhưng trong những dịp như trên thì cụ buông lỏng cho tôi muốn đi đâu tùy ý cụ còn dặn ngẫu nhiên mà cháu được đi chu du nước pháp ở cái tuổi trẻ con khác đang đi học ở tiểu học hay trung học thì cháu mở mắt ra để học hỏi hễ cháu lúng túng khi trông thấy điều gì không hiểu thì cứ mạnh dạn hỏi ông chắc cũng có những điều ông không thể giải thích được vì không phải cái gì ông cũng biết, nhưng cũng có những điều ông có thể giúp cháu thỏa mãn được tính ham hiểu biết của cháu. Trước kia không phải ông chỉ là một anh bầu gánh xiết chó khỉ như thế này đâu. Ông cũng đã học tập được những cái khác kìa, chứ không phải chỉ cái nghề trình diễn anh Capi hay ngài Jolico với chư vị khán giả. Cái gì khác là cái gì vậy thưa ông? À, để lúc nào rỗi thì ông sẽ nói chuyện. Bây giờ cháu chỉ cần biết rằng một người làm xiếc chó cũng có thể đã từng có địa vị trong xã hội, thế là đủ. Rồi cháu lại cũng cần biết rằng hiện nay cháu ở bậc thấp nhất trong xã hội, nhưng nếu cháu muốn thì cháu cũng có thể leo lên bậc cao hơn. Cái đó một phần tùy thuộc hoàn cảnh, nhưng phần lớn tùy thuộc ở cháu đó cháu hãy chịu khó nghe những bài học của ông những lời ông khuyên bảo sau này lớn khôn cháu sẽ cảm động và biết ơn ông khi cháu nhớ lại cái ông lão nhạc sĩ tội nghiệp đã làm cháu khiếp đảm cướp cháu trong tay người mẹ nuôi của cháu ông tự cảm thấy rằng cuộc gặp gỡ giữa ông và cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho cháu sau này đó không biết cụ chủ tôi trước đây làm nghề gì mà bây giờ cứ hệ nói đến là giữ gìn ý tứ. Tôi cứ tò mò tự hỏi như thế và nghĩ ngợi. Nếu cứ như ông cụ nói, thì đã có lúc ông cụ đã ở bậc cao trong xã hội. Vậy tại sao ông cụ lại ở bậc thấp bây giờ? Ông cụ còn nói nếu tôi muốn thì tôi có thể leo lên bậc cao, mà tôi chỉ là một đứa trẻ hèn mọn dốt nát, không gia đình, không ai giúp đỡ, thế thì tại sao chính cụ lại tụt xuống? Sau khi rời khỏi dãy núi tỉnh vẹt nhờ, chúng tôi đến vùng đá vôi tỉnh Caxey. Ở đây có những đồng bằng rộng lớn, mặt đất cuộn lên những đợt sóng không đều, trên đó chỉ có đất hoang và rừng cây thưa thớt. Không có miền nào buồn bã nghèo nàn hơn thế. Đó là cảm tưởng của khách qua đây điều làm cho cảm tưởng này thêm rõ rệt là ở đây hiếm nước không có sông không có suối không có ao hồ đây đó một vài lòng khe khô cạn trơ những sỏi đá nước thì đã tuồn vào những vực sâu và ngấm vào lòng đất để rồi lại rỉ ra nơi xa tạo thành những dòng sông hay những giếng lộng giữa đồng bằng đang khô cạn ấy có một làng lớn gọi là làng Basti chúng tôi nghỉ đêm tại đó trong dựa cỏ của một quán rượu buổi tối trước khi đi ngủ cụ Vitali nói ở trong miền này và có thể ở chính ngay trong quán trọ này đã ra đời một con người từng làm chết hại hàng ngàn binh lính người ấy xuất thân là một anh chàng giữ ngựa và về sau làm nên vương bá Ông ta tên là Mujara. Người ta tôn ông là anh hùng và lấy tên ông đặt cho làng này. Ông có biết ông ấy và đã nhiều lần trò chuyện với ông ấy rồi. Thở ông ta còn giữ ngựa đó hả ông? Câu hỏi của tôi bật ra, ngắt lời ông cụ. Tôi không kịp giữ lại. Ông cụ cười đáp. Không, không. Thở ông ta làm vua kìa ông đến làng basti lần này là lần đầu còn ông gặp ông Muiara thì ở nuble giữa triều đình ông ta vậy ra ông đã quen thân với một vị vua chắc là tiếng reo của tôi ngộ nghĩnh vì thấy cụ phá lên cười cười rất lâu ông cháu chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế đá trước chuồng ngựa lưng tựa vào tường hãy còn ấm nắng ban ngày trên một cây sung lớn, giòm lá trùm đầu chúng tôi, ve sầu đang ca lên khúc nhạc đơn điệu. Trước mặt chúng tôi lững lơ trên các mái nhà, dừng trăng tròn dạnh vừa mọc, từ từ nhô lên giữa khoảng không. Cái đêm hôm ấy êm ả, đối với chúng tôi lại càng dễ chịu, bởi vì ban ngày, nóng bức quá chừng. Cụ Vitaly hỏi, cháu buồn ngủ chưa hay là cháu muốn nghe ông kể chuyện vua mua ra cháu muốn nghe kể chuyện ông à thế là ông kể chuyện từ đầu chiếc cuối cho tôi nghe chúng tôi đã ngồi hàng mấy giờ liền trên ghế ông cụ thì kể tôi thì dán mắt lên gương mặt mờ tỏ dưới ánh trăng của cụ sao tất cả những sự việc đó có thể có được ư ừ không những có thể có, mà đã có thực nữa chứ. Cho đến lúc đó tôi có biết lịch sử là gì đâu. Ai kể cho tôi nghe chứ? Mẹ bác thì không phải rồi. Mẹ có biết lịch sử là cái gì đâu. Mẹ sinh ra ở Savanyong thì mẹ lại chết ở đó thôi. Trí óc của mẹ không vượt ra khỏi tầm mắt của mẹ. Mà con mắt của mẹ thì vũ trụ nằm gọn trong cái vành chân trời trông từ trên dốc núi odouzéra cụ chủ tôi được trông nhiều thấy rộng làm sao không biết thời trai trẻ ông cụ là người thế nào nhỉ tại sao ông cụ lại trở thành cái người như bây giờ một ông lão làm xiết chó hẳn ai cũng phải thấy rằng tất cả những điều đó đủ cho trí tưởng tượng tỉnh táo linh hoạt hiếu kỳ của một đứa trẻ làm việc không ngừng